Vâng, xin chào bác, kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đạp dòng đốt xe đua đầu tiên về bên em, thương hiệu đến từ Pháp, Laulay. Đây là một cái thương hiệu dòng xe cuộc đua đầu tiên bên về bên cửa hàng bên em. Mà cái tông màu của nó cũng rất là đẹp, cái tông màu đỏ đen và màu trắng. Và xe cũng trang bị với cấu hình full group, đồ Tiagra, bành đôi, bành cặp của Turo. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung của bác đây là một dòng thương hiệu của Pháp, Laulay. Thì như các biết thì bên em đã về từ những mẫu xe đua mang thương hiệu của Pháp là dòng Chopic. Thì đây em về một chiếc Laulay model cao cấp của LR730. Model của xe. Đây là tem chính hãng của xe. Và xe được làm từ bộ khung nhôm cao cấp không mối hàn. Nhôm cao cấp không mối hàn của aluminum. Thường thì những cái dòng nhôm cao cấp không mối hàn này dòng dành cho những cái dòng xe cao cấp của dòng xe đua hoặc là dòng mountain bike. Đây cũng là một mẫu model thương hiệu của Pháp đầu tiên về bên em, Laulay. Mà có tông màu rất là sport, cái màu đỏ đen và màu ghi nhám. Đây, những cái mối hàn trên khung xe bác không thể thấy rõ được, họ làm rất là tỉ mỉ trên cái khung xe, cảm giác như chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe dòng khung carbon. Đây là dòng khung siêu nhẹ quá nhá, của Laulay rất xe rất là nhẹ. Xe làm từ hợp kim nhôm aluminum 7005, một dòng hợp kim nhôm cao cấp trên cả nhôm siêu nhẹ của 06061. Ghi đông của Ford chính hãng nguyên bản theo xe. Ghi đông xe của hãng Ulo. Thì như các biết thì cái hãng Ulo là chuyên sản xuất linh phụ kiện ghi đông và cọc yên, là nhôm cao cấp, nhôm 6061 aluminum. Xe trang bị với bộ tay lắc chính hãng nguyên bản theo xe của Tiagra và cao cấp, trang bị với 10 tầng lip. Đây, vẫn còn rất là mới. Đây là một mẫu thương hiệu đến từ Pháp đây. Em quên em đo cho bác ra cái khung xe Modern size 48. Và cái thương hiệu của Pháp là cái cờ của nước Pháp đây, màu xanh, trắng và đỏ. Đằng trước khung xe cũng có cái logo của thương hiệu cờ Pháp của Laulay. Bên trái em sử dụng với bộ tay lắc 10 tầng lip chính hãng của Tiagra. Bên tay phải em được trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano Tiagra. Càng carbon quá nhá, càng carbon, càng Laulay chính hãng bản của carbon. Và sẽ được người chủ cũ nâng cấp với bộ vành cặp chính hãng của Turo, vành cao cấp, vành nhựa Turo Racing 700C, vành nhôm hai lớp. Bác ở trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng Turo, dòng Racing, vành hiệu. Kích thước lốp là 700x23C. Và bên dưới khung xe thì như các biết thì em đã giới thiệu rất nhiều trong cái thời gian vừa qua về review về xe. Thì thường thì những dòng xe cao cấp chính hãng thường có cái mã vạch ở dưới khung xe đây. Đây, dưới khung xe vẫn còn cái mã vạch chính hãng của xe, thương hiệu Pháp của Laulay. Vẫn còn nguyên trên khung xe. Laulay model cao cấp R730. Xe được nguyên bản theo xe là bộ đùi đĩa chính hãng Tiagra. Đây, Tiagra vẫn lo qua quá trình sử dụng nó vẫn còn rất là mờ trên cái đùi đĩa của nó, đùi đĩa Tiagra Shimano chính hãng đây cũng còn mờ nhá. Và người chủ cũ nâng cấp thêm với bộ gạt đĩa chính hãng của Shimano 1.5. Cọc yên chính hãng của Uno, yên Rokenmi
nhìn cao cấp dành cho những dòng xe Bikini, dành cho những dòng xe đạp đua của những đội cá nhân đua tập thể, cũng rất là êm và chắc chắn cho những người làm xe đạp, rất là tạo cho người xe đạp rất là thoải mái. Pedal nguyên bản theo xe thì về nó có cái pedal cài, có thể cài giày, các bác sổ giày vào buộc quai, hoặc các bác không đạp giày thì có thể tháo ra nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với củ đề chính hãng của Shimano Tiagra, cao cấp nguyên bản theo xe, trang bị với 10 tầng lip. Đây, xe rất là ít đi nhưng mà lip xích còn rất là mới, nguyên bản theo xe. Đằng sau và đằng trước thì sử dụng với cặp mà Mayer bạc đạn chính hãng của Turo, Mayer bạc đạn chính hãng của Turo, Mayer đỏ. Vành đằng sau là vành cặp chính hãng của Turo, Viking 700, kích thước lốp là 700 x 23C, kích thước lốp cơ bản của dòng xe đạp đua. Đây là mẫu đầu tiên về bên em, dòng thương hiệu Pháp Lauli, sử dụng với bộ khung siêu nhẹ 7005 không mối hàn cao cấp, càng carbon. Sử dụng với bộ tay lắc chuyển động của Tiagra, củ đề Tiagra, trang bị 10 tầng lip, đùi đĩa Tiagra, gạt đĩa 1.5 và cao cấp. Và tổng thể xe đánh giá là từ 85 đến 90% xe, đến 90% xe. Xe cũng còn rất là mới. Vì tuy có một vài vết rất nhỏ trên khung xe, bác không thể nhìn được vì nó là xước răm xe thôi. Rất là đẹp xe, rất là nhẹ nhá, xe rất là cả bộ khung xe và xe rất là nhẹ. Đây là cái tông màu tổng thể của xe đây. Đầu tiên người bên em về cái hãng Lauli, thương hiệu của Pháp, cờ thương hiệu của Pháp. Thì như biết thì em đã về những cái dòng xe thương Pháp là dòng Zupic, thì nay em vào dòng Lauli, model cao cấp của dòng xe đua 7G730. Mà bây giờ em xin nói nhá, tổng thể xe có size là 48 lắm nhá, chiều cao đứng của khung xe là size 48, tức là size S, thích hợp các bác cao từ 1m63 đến trên 1m7. Bây giờ em xin mời anh đã tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe trang bị với 10 tầng lip rất là cao cấp của Tiagra, may bạc đạn cũng nhá, đơn lip. Vâng, chuyển động rất là nhẹ nhàng đó, trơn tru. Trang bị với 10 tầng lip chính xác với bản theo xe. Vâng, xuống lip. Bên phải. Vâng, xe trang bị với đùi đĩa chính hãng của Tiagra, gạt đĩa 1.5, trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng với bản sao xe. Đây là mẫu dòng xe đua cao cấp thương hiệu Pháp Lauli, model RL 730, là cao cấp bên em mới về, với bộ khung không mối hàn, hợp kim nhôm 7005, siêu nhẹ. Anh đánh giá tổng thể xe rất là đẹp, tầm mới 90% xe, càng carbon. Mời em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe thương hiệu Pháp Lauli, bên em mới về, model RR730. Mà xe được trang bị với group của Tiagra, gạt đĩa 1.5, càng carbon, và làm từ hợp kim nhôm, cũng là hợp kim nhôm siêu nhẹ của aluminum 7005, không mối hàn, được xử lý không mối hàn, rất là cao cấp. Cặp vành là chính hãng của Turo, vành bạc đạn, nhưng mà cho xe rất là cao cấp. Và xe giá rất tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.